Có cả nhà ơi, trời ơi, hấp dẫn cả nhà ơi, ngon tuyệt vời luôn cả nhà. Cái chim kho thơm nha, nó ngon nha bạn. Bắt đầu mình sẽ chín này nha, bắt đầu mình sẽ lại hành lá lên mặt nha. Hello, xin chào cả nhà nha, là đi với kênh Long Ngọc Vlog. Ngày hôm nay mình sẽ làm món cái chim kho thơm nha các bạn. Mình đi chợ mình mua về hết trơn rồi. Đồ mình sẽ tiến hành mình sẽ rửa một làm được một món kho cái chim kho thơm có những gì nha các bạn. Các bạn thấy video này hay cho mình một like và chia sẻ kênh cho bạn bè cùng xem nhé. Đào Chào trên bạn. nước. Đây mọi người ơi, xin chào cả nhà nhé. Đó mình đã mua cá về, mình đã cũng đã rửa hết trơn nha bạn. Đây là cá chim nha, mình cứa ra như để xin mình kho chung với thơm nha bạn. Đó cái này là mình sử dụng là tép tỏi và hành tím và hành lá luôn, ớt luôn nha các bạn, và thơm nha bạn, thơm cũng sắc đâm miếng sẵn sàng nha bạn. Đó ngon bạn. Đó là món cá chim kho thơm, là kết hợp những gia vị như thế này sẽ được một món cá chim kho thơm này đơn giản mà cực kỳ ngon nha, ăn chung đặc biệt là ăn chung với cơm, ngon lành cành đào luôn nha cả nhà. Nhà thích video này hay thì chia sẻ kênh lên bạn bè cả nhà cùng xem nhé. Rồi bắt đầu tiến hành mình sẽ nấu nha cả nhà. Đây cả nhà ơi, mình đã ướp rồi nha, bột ngọt và đầy đủ nha. Mình sẽ chọn lên để trong 5 phút nha, bắt đầu mình sẽ kho nha cả nhà. Nó mình sẽ quậy lên cho đều để trong 5 phút, bắt đầu mình sẽ mới nấu này cho nó thơm gia vị hết này, vô cá nha, đừng bột ngọt nó thơm vô cá hết. Bắt đầu mình sẽ nấu nha, bắt đầu mình xào cái cơm trước và cơm trước mình đổ ra xong mình mới cái tỏi cá nha mọi người. Để trong 5 phút nha cả nhà, cũng sẽ xào thơm sẵn nha, nó thơm chứ, mình đổ miếng dầu vô nha mọi người, cả nhà, đó cả nhà, đổ rồi. Bắt đầu mình sẽ cho miếng tỏi vô nha cả nhà, đổ miếng hành vô nè, đó miếng lá nè, đó mình sẽ thao lên cho nó chín một chút xíu nha, cho nó vàng chút xíu mình sẽ đổ thơm vô nha, đó, bắt đầu đổ thơm vô nha. Đó mình xào cho nó đều, cho nó héo héo xíu nha, cho nó chín chín xíu rồi bắt đầu mình sẽ đổ ra nha tô nha cả nhà. Nó liền rồi mình sẽ đổ vô tô lại nha cả nhà. Rồi đầu tiến hành mình sẽ nước màu lên nha cả nhà. Tôi sẽ cho miếng dầu vô mình thắng nước màu nha, cho miếng ít thôi rồi mình thắng nước màu nha, đó nó cần dạng ở đây nha mọi người, cái nhà ơi cái nhà nó dạng lên này nha cái nhà. Em sẽ được phần vô nha cái nhà, nó bỏ tỏi hành tím với tỏi vô nha cái nhà, cũng là chín vàng nha cả nhà. Đó mình sẽ đổ cá vô nha cả nhà, đó sẽ đổ cá vô nha, cá vô nha, mình sẽ vậy đều lên nha cả nhà, nó tròn đều lên cho nó thấm nước màu nha, chọn nhỏ ta nhận cái tự lớn xíu cả nhà, chọn nhỏ đó nên mình sẽ làm cho nó trong nước vào cái, bắt đầu mình sẽ đổ thơm vô nha, nó chín xíu mình đổ thơm thơm vô trên mặt nha mọi người. Đó. Xíu rồi mình sẽ lật lên lật xuống thơm nước màu cho nó đẹp, cho ngon hơn cả nhà. Cái nhà ngon chưa cái nhà, cái nhà ơi cũng là gần chín rồi nha,
rồi mình sẽ đổ cơm cơm lên nhé. Đó. Đó là cơm lên mặt nha. Đó. Hấp dẫn cả nhà. Cả nhà ơi, trời ơi hấp dẫn cả nhà ơi, ngon tuyệt vời luôn cả nhà. Cái kim kho thơm nha, nó ngon nha bạn. Đó, bắt đầu mình sẽ chín này nha, bắt đầu mình sẽ lại hành lá lên mặt nha cả nhà. Đây. Đó, hành lá lên mặt. Đó. Đó, miếng ớt này nha các bạn, cả nhà. Đó, ngon tuyệt vời cả nhà ơi. Ngon quá cả nhà ơi. Rồi bắt đầu mình sẽ kết thúc video tại như đây nha cả nhà. Cả nhà thích video này hãy cho mình một like và chia sẻ kênh, đăng ký kênh và chia sẻ kênh nha cả nhà. Cảm ơn cả nhà rất nhiều nhé. Chúc cả nhà nhiều sức khỏe.